đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội Ca Nhiễu, cùng các thành viên thuộc Tổ tư vấn chính sách pháp luật đã tiếp xúc cử tri tại Tòa án Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan về chuyên đề lấy ý kiến góp ý dán luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Đại diện các sở ban ngành đã tham dự. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, giới thiệu một số vấn đề xung quanh dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, đồng thời đưa ra một số nội dung trọng tâm để hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, như việc có hay không quy định tòa án thực hiện quyền tư pháp theo dự thảo luật, vấn đề tổ chức và thẩm quyền thành lập các tòa án nhân dân, vấn đề thu thập tài liệu chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác theo dự thảo luật, vấn đề quy định nhiệm kỳ đối với thẩm phán, vấn đề ghi âm ghi hình tại phiên tòa, cũng như quy định về ngạch bậc thẩm phán, thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án. Cử tri ngành Tòa án Nhân dân tỉnh và đại diện các ban ngành tỉnh nhất trí cao về việc sửa đổi luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2015, đồng thời góp ý đối với các vấn đề liên quan đến quy định về hoạt động của đội ngũ thẩm phán, quy định nhiệm kỳ đối với chức danh thẩm phán, vấn đề tác nghiệp của báo chí, trong đó có quy định về việc ghi âm, ghi hình trong quá trình xét xử. Đối với nội dung này, các đại biểu cho rằng chỉ nên quy định được phép đối với phần tuyên án. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề này để phù hợp với quy định pháp luật, quy ước quốc tế cũng như luật báo chí. Bên cạnh đó, cử tri và các đại biểu cũng đã phân tích, đóng góp ý kiến cụ thể một số nội dung cũng như thuật ngữ liên quan đến các điều luật trong dự án luật Tòa án Nhân dân, góp ý về vấn đề thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác xét xử, vấn đề tổ chức tòa án, v.v. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết và chất lượng của các cử tri và đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sắp tới.